chó pít bún của con gái cắn chết mẹ ruột. Tại Bình Dương, con chó pít bún cắn chết mẹ ruột của nữ chủ nhà. Con gái nạn nhân chứng kiến sự việc nhưng cũng không thể cứu được mẹ. Chó nặng hơn 40kg cắn chết cụ bà 82 tuổi tại nhà ở Bình Dương. Con chó pít bún cắn chết người khi đã được nhốt vào chuồng. Tối ngày 17 tháng 5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Đàm Bảo Quân, trưởng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết công an phối hợp cùng cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ chó pít bún cắn chết người. Nạn nhân là bà DTV, sống cùng con gái tại ngôi nhà trên đường Thống Nhất, phường Bình Thắng. Theo điều tra ban đầu, con gái của nạn nhân là TRTTTH, 44 tuổi, cùng chồng là NMT, 41 tuổi, có nuôi hai con chó gồm pít bún, giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, có bề ngoài vạm vỡ, cơ bắp, thường được dùng để tham gia chọi chó, và Bexie, giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ Đức. Vào khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 5, con gái nạn nhân dẫn con chó pít bún ra ngoài cho ăn. Lúc này bà V đang nằm trên võng, cách vị trí chó khoảng 15m có nói vọng ra. Chó pít bún chạy vào cắn xé vào vùng đầu của bà V, do lớn tuổi nên khi bị con chó pít bún cắn bà V không thể bỏ chạy. Con gái của nạn nhân có mặt tại hiện trường cũng can ngăn kéo chó đi nhưng không thể ngăn được việc chó pít bún cắn chết người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an thành phố Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường.